Ok, hello, xin chào tất cả các bạn. Rồi, như video trước mình đã giới thiệu cho anh em qua về con game Ai Up World 3, một con game chiến thuật thời gian thực, đồ họa 3D, rất là hay cho điện thoại. Thì anh em nào đã từng chơi qua game chiến thuật thời gian thực trên PC rồi thì anh em sẽ rất là thích chơi con game này. Và con game này thì cũng đã lâu rồi, nhưng mà cũng có thể có một vài anh em chưa biết. Rồi, mình đã nói sơ về con game này rồi. Thì bây giờ mình sẽ cho anh em coi qua một trận đấu. Ok, thì trận đấu này sẽ là trận đấu 1-1. Đó, hiện tại mình đang nằm ở phe màu đỏ và đang cấp độ level 12, thì chắc chắn đối thủ của mình sẽ là phe màu xanh và cùng cấp độ. Đó, có thể là hơn. Rồi ok. Bây giờ mình xin phép cho anh em vô xem trận đấu của mình nha. Rồi, trước tiên thì mình xin phép được tắt camera trước để cho anh em có thể trải nghiệm con game được hay nhất, tốt nhất có thể nha anh em. Rồi ok. Rồi bây giờ mình bắt đầu vào game luôn nha anh em ơi. Rồi bắt đầu vào game anh em. Map đồi câm lặng. Đó, hai bên đều cùng cấp level 12 hết nha anh em. Rồi bắt đầu chế độ triển khai. Đó, chúng ta sẽ xây dựng cái nhà xây dựng đầu tiên. Tại vì cần cái nhà này thì mới có thể xây dựng những cái nhà khác anh em. Rồi xong rồi. Tiếp tục là sẽ xây nhà điện và nhà cung cấp để có thể cung cấp được tài nguyên và năng lượng điện cho các cái nhà khác. Hiện tại mình thấy là trên bản đồ thì mình đang nằm ở góc dưới phía bên phải. Khả năng là quân địch sẽ nằm ở góc trên phía bên trái. Ok, mình đã xây dựng xong hai cái nhà cung cấp, một cái nhà năng lượng điện. Rồi hai nhà lính và ba nhà lính rồi anh em, và thêm một cái nhà xe tăng nữa. Mình ba đã bắt đầu đẻ ra những người lính đầu tiên. Lính level đời đầu. Nói chung là lính đời đầu thì có đam rất là yếu nhưng khả năng cơ động rất là cao. Mình sẽ cho những lính này đi rà soát bản đồ để tìm thêm những cái thùng cung cấp, thùng tài nguyên để có thể có thêm tài nguyên để lính và nâng cấp nhà. Ok, bắt đầu đi tìm rồi. Một chiếc xe bọc thép nhỏ đã được sản xuất ra rồi anh em. Mình cũng bắt đầu cho đi tìm luôn. Ok, và mình tiếp tục để thêm những chiếc xe bọc thép và những lính khác. Đó, mình bắt đầu cho quân đội đi rà soát khắp bản đồ luôn anh em. Thứ nhất là để mình tìm thêm được những cái thùng tài nguyên. Đây, một thùng tài nguyên anh em. Rồi, nhận lấy. Và có thêm tiền để có thể xây thêm nhà và để thêm lính. Phát hiện thêm một thùng tài nguyên nữa. Một thùng nữa anh em. Ok, và số lượng quân của mình đã tương đối rồi. Và đang cho đi rà soát khắp bản đồ để có thể tìm thấy được nhà của quân địch. Nếu mà mình tìm thấy sớm, mình có thể đánh úp luôn và kết thúc trận chiến nhanh nhất có thể. Rồi, ở đây mình có 4 người lính tập trung ở khu vực này. Mình sẽ cho đi lên phía trên chút xíu. Khả năng nhà quân địch ở đây, căn cứ quân địch ở đây anh em. Đó, chúng ta đã phát hiện ra một lính quân địch rồi. Tấn công nào. Rồi như vậy là thương vong của hai bên, mỗi bên đều hy sinh một người lính. Ok, chúng ta đã tập hợp được xe và lính rồi. Cuối cùng chúng ta đã phát hiện được nhà quân địch rồi anh em ơi. Quân địch đang rơi vào tình thế là thiếu nhà năng lượng điện. Lợi dụng tình hình này chúng ta sẽ tấn công quân địch luôn, phá hủy cái nhà xây dựng quân địch. Và vẫn tiếp tục để thêm lính và bổ sung thêm một lực lượng lên phía trên căn cứ quân địch và phá hủy nó. Quân địch tiếp tục xây dựng thêm một cái nhà nữa. Vẫn đẩy lính nha anh em. Quân màu xanh đang cố gắng kháng cự. Chắc chắn rằng họ cũng không thể muốn thua trong cái thời gian quá ngắn như vậy được. Mới có 3 phút thôi anh em. Thêm một cái nhà lính nữa đây xây dựng xong. Chúng ta vẫn tiếp tục đẩy lính và tăng viện lên trên chiến trường. Nhà xây dựng của địch nhà xây dựng của quân địch đã gần hết máu rồi. Có nổ không? Nổ. Như vậy là chúng ta đã phá hủy xong nhà xây dựng quân địch rồi anh em ơi. Quân địch vẫn tiếp tục để lính ra. Sau khi phá hủy được nhà xây dựng quân địch thì chắc chắn quân địch sẽ trở nên khó khăn hơn. Bởi vì không có nhà xây dựng thì gần như các cái nhà khác sẽ yếu đi. Chúng ta đang cố gắng phá hủy thêm cái nhà lính nữa để ngăn không cho quân địch để thêm lính.
rồi tiếp tục xây dựng thêm một cái nhà nữa. Khả năng cao đây là cái nhà xây dựng anh em. Phá hủy thành công một cái nhà lính đó rồi anh em ơi. Một cái nhà lính thứ hai. Dốc toàn lực tấn công vào nhà chính. Rồi chúng ta bắt đầu đi vòng đến phía sau để coi còn thêm cái nhà nào nữa không. Rồi như vậy là quân địch đã không còn lính nữa rồi. Quân địch tiếp tục xây dựng thêm nhà, tìm cách cứu vãn tình hình. Thời gian mới 4 phút 27 giây thôi anh em. Chúng ta đã tăng viện rất là nhiều quân đội lên rồi. Có cả lính rocket, xe tăng và lính AK. Rồi như vậy là cái nhà xây dựng của quân địch là tiếp tục bị chúng ta phá hủy rồi. Nhà chính thì còn khoảng hơn 10% máu thôi. Khả năng là chúng ta sẽ chiến thắng. Một chiến thắng rất là nhanh anh em ơi. 5 phút thôi. Rồi như vậy là nhà chính của quân địch đã bị nổ rồi. Chắc chắn chúng ta đã thành công rồi anh em ơi. Chiến thắng rồi. 5 phút trôi qua và quân địch đã không còn khả năng chống cự. Rồi quân địch chỉ còn 3 cái nhà và không còn khả năng kháng cự. Chiến thắng đã chắc chắn rồi anh em. Chỉ hơn 5 phút thôi. Một trận chiến quá nhanh. Tốc độ quyết định phần thắng trong trận chiến này anh em ơi. Thì ở căn cứ chúng ta thì đã xây dựng những cái nhà cơ bản rồi. Thì căn cứ quân địch thì không còn cái nhà nào nữa. Rồi chiến thắng. Một chiến thắng quá nhanh anh em, hơn 5 phút. Ok, xin chân thành cảm ơn anh em đã theo dõi hết video. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.